hình của cô dâu và chú rể, cho phép Vy Trang xin trân trọng giới thiệu quý vị đại diện hai gia đình. Về phía hội nhà trai có bà Nguyễn Thị Thu là mẹ, cùng ông Vũ Hoàng Đức là bố đỡ đầu của chú rể Phi Hải. Xin mời quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón đại diện họ nhà trai. Vàng bạc quý báu để đến chia vui với hai gia đình chúng tôi
và cách riêng cho hai cháu. Đó là một món quà tặng đặc biệt của quý vị dành cho các cháu trong buổi dạ tiệc tối hôm nay. Trong khâu tổ chức, chắc chắn chúng tôi cũng như việc phục vụ của nhà hàng không thể nào tránh khỏi những sai sót. Kính thưa quý vị, vì tình thương cho hai gia đình và cho các cháu, xin quý vị cùng nhiệt tình tha thứ và để cùng chung vui với chúng tôi trong ly rượu mừng hôm nay để mừng cho hàng ngày hạnh phúc của hai cháu. Cuối cùng, chúng ta còn đang sống trong bầu khí của một năm mới. Xin cho phép tôi được đại diện hai bên gia đình xin gửi đến quý vị lời cầu chúc an lành, sức khỏe, hạnh phúc và thịnh đạt. Xin trân trọng cảm ơn cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị.